về sức khỏe sinh sản nên tới giờ em vẫn chưa thể có bầu. Hiện tại em làm công nhân may, còn chồng em thì lái máy xúc. Lúc chưa cưới, chồng em thường xuyên đi làm xa. Bởi công việc của anh đi xa thu nhập tốt hơn nên anh rất chịu khó. Cũng nhờ vậy mà chúng em có đủ tiền để sửa sang lại nhà cửa, chăm chút hơn cho phòng cưới. Mom.